quý vị và các bạn, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Ánh Tuyết, Hội Luật gia Ninh Bình về việc vận động bầu cử, những hành vi bị nghiêm cấm trong vận động bầu cử theo quy định của luật. Thứ ba là các cái hoạt động vận động bầu cử được diễn ra như nào và sẽ được tổ chức ra làm sao? Cái việc tuyên truyền vận động bầu cử thì theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp có quy định rất là cụ thể. Việc tuyên truyền vận động bầu cử là đối với những người mà được chính thức đưa vào trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và được tiến hành từ khi mà bắt đầu chính thức niêm yết danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cho đến trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. Đấy, thì các cái hình thức vận động bầu cử thì theo quy định của luật được tiến hành ở hai cái hình thức chính, đó là thông qua cái hội nghị tiếp xúc cử tri và thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng. Cái việc mà tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri để cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trình bày trước cử tri tại cái đơn vị bầu cử của mình cái chương trình hành động, và nếu trúng cử là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hoặc trúng cử đại biểu Quốc hội thì thực hiện cái việc là đại diện cho cử tri như thế nào để thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Thế và cái việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri này thì giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì đứng ra tổ chức. Thế còn việc tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri này là được tổ chức theo các cái đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thế còn việc tuyên truyền thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng thì các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua cái việc trả lời phỏng vấn của các phương tiện thông tin đại chúng như là đài phát thanh truyền hình, rồi là báo. Đấy, và thông qua các cái trang thông tin điện tử của Ủy ban bầu cử các cấp nếu có. Thế và trong luật thì cũng quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cái cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền các cái chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở các cái ở địa phương mà nơi mình ứng cử, để cho cử tri có thể theo dõi, giám sát, và thông qua các chương trình hành động đó thì cử tri sáng suốt lựa chọn những cái người tiêu biểu thực sự là xứng đáng đại diện cho mình vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Thưa bà, xin bà cho biết là những cái hành vi như thế nào bị nghiêm cấm trong quá trình vận động bầu cử? Trong quá trình vận động bầu cử thì theo quy định của luật Điều 68 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có cái quy định là những cái hành vi bị cấm trong vận động bầu cử. Cái hành vi thứ nhất đó là cái lợi dụng cái vận động bầu cử để tuyên truyền trái hiến pháp và pháp luật, hoặc là làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của các cái tổ chức cá nhân khác. Cái thứ hai nữa là lạm dụng cái chức vụ quyền hạn để sử dụng cái phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Cái hành vi thứ ba bị nghiêm cấm đó là cái lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ quyên góp trong nước và nước ngoài cho các cái tổ chức cá nhân mình. Và cái hành vi thứ tư bị nghiêm cấm trong vận động bầu cử đó là sử dụng hoặc là hứa tặng cho, ủng hộ tiền hoặc tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri. Thì đấy là những cái hành vi bị nghiêm cấm. Thế và cũng có một cái lưu ý nữa, đó là các cái thành viên của các cái tổ chức phụ trách bầu cử thì không được tuyên truyền vận động bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, nhất là cái đối với lại các cái thành viên của cái tổ bầu cử. Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi.